là giáo viên khác dạy, không phải ông thầy này nữa. Thì tao thấy hai cái email mà. Ừ, nhưng mà cái mail sau gửi đó là thông báo khẩn đó. Môn khác hay gì mà? Ờ. Môn khác mà. Các em ơi, sao mới chỉ có 3 người vậy? Ủa, mấy em nhận được thông tin là từ ở đâu vậy mấy em? Dạ, mail thầy ơi. Mail. À, tức là cô phải có cái okay, em nhầm ạ. Em nhầm. Môn ạ. Rồi, không biết các bạn khác có nhận được không? Tức là hôm qua tôi vừa nhắn trên trang LMS, vừa nhờ cô Phượng nhắn trên group Facebook, tại vì thầy thấy chưa accept tôi vào cái nhóm Facebook của lớp mấy em. Dạ, bởi vì LMS không có thấy mail của thầy ơi. Không phải tôi gửi mail, tôi nhờ cô Phượng, cô Phương, cô Phượng gì đó bên... Cô Phượng. Cô Phượng đó. Ủa vậy làm sao mấy em biết được cái giờ này và cái password? Cô Phượng gửi hả? Ừ, cô Phượng gửi hả? Rồi. Rồi chắc mình được đợi thêm vài ba phút nữa rồi thì bắt đầu. Ba người không sao hết, tại vì thực ra cái bữa hôm nay tôi sẽ record lại, ghi hình nó lại hết, rồi sau đó sẽ đưa cái clip này lên thì những bạn không có mặt hôm nay thì ở nhà xem lại cũng được, không vấn đề gì hết. Rồi, trong khi đợi hỏi một cái, hình như tôi nghe nói là lớp mấy em cần phải xong, phải kết thúc các môn học trước một cái ngày nào đó vào tháng 5 để mấy em đi đâu, đúng không ta? Có không? Dạ không ạ, đấy là khóa sau ạ, khóa trước ạ, khóa 18 ạ. Đúng. Dạ, đến khóa 19. Lớp mình tất cả đều là 19 hả? Có ai 18 rớt lại? À, như không, như biết như năm ngoái như không rớt, không ai rớt. Rồi mình đợi một phút nha, không mình bắt đầu. Chưa chưa? Mấy em có group Zalo hay gì không? Thử một bạn nào đó nhắn trên group nói những bạn khác biết để ta tham gia cái này được không? Alo. Dạ em đang nhắn với thầy ơi. Vinh. Khang Duy Hoàng Tấn. Đây có thêm bạn vào rồi. Rồi những bạn nào mà ở nhà mình hơi có âm thanh ồn đó thì mình tắt cái mic đi. Khi nào mà mấy em muốn nói thì chúng ta sẽ mở mic ha. Rồi chắc đầu tiên là tôi sẽ nói trước. Rồi năm bạn cũng được, không sao. Rồi như vậy, cái buổi học đầu tiên hôm nay thì chúng ta cũng không học nội dung gì đâu. Chúng ta sẽ chỉ Tôi sẽ chỉ giới thiệu cho mấy em về cái cách học, về tài liệu học, cách tính điểm, cách những cái kênh thông tin liên lạc giữa chúng ta, tức là những thông tin về lớp học này thôi, cũng như là tài liệu học tập ha. Đây là từ xưa tôi mở cái tài liệu ra. Thầy có thể cho tụi em Zalo hoặc Facebook gì đó để tụi em có gì. Rồi Zalo thì add Zalo của tôi là 035 573 9872 Zalo ha. Ok thầy chờ. Dạ ok thầy em xin. Tiến Nguyễn hả thầy? Đúng rồi. Em bên Phạm nha thầy. Thầy á. À rồi. À quên Zalo thầy. Rồi. Em gửi.
phạm rồi. Rồi em thử thử. Rồi như vậy các em, tức là cách học của chúng ta sẽ như vậy nè. Tức là dựa trên kinh nghiệm của rất nhiều những môn học khác, thì nếu như cái nội dung học chúng ta mà chúng ta dạy trên Zoom này nè, thì nó sẽ không có hiệu quả, tại vì nói liên tục 40 phút và các em ngồi ở nhà nó không được tập trung, nó có nhiều cái thứ ảnh hưởng. Tức là chúng ta nếu như mà dạy ngay trên Zoom vào cái thời gian giống như trên tờ phát biểu này thì nó sẽ không đạt hiệu quả. Cho nên cách tốt nhất là tôi sẽ đưa cho các em những cái link tài liệu, cả tài liệu sách lẫn tài liệu cả cái trang web mà để em xem cái clip bài giảng, thì các em xem trước, học trước rồi làm bài trước luôn. Sau đó vào những buổi Zoom tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi và trả lời giải đáp những cái thắc mắc của các em về cái nội dung của bài học tuần trước. Đó, cách học là như vậy ha. Tức là em sẽ xem tài liệu trước ở nhà và lên Zoom này chỉ để trả lời những cái câu hỏi của các em về nội dung bài học. Và sau khi mà các em đã trả hỏi hết những thứ mà em thắc mắc về ví dụ cái bài học tuần trước có chỗ nào mà không có hiểu á, thì em hỏi ha. Rồi sau khi các em đã hỏi hết xong rồi thì sẽ được, tôi sẽ hỏi bằng cách là chúng ta sẽ chơi một cái game. Trong cái game đó thì giống như là một cái trò chơi gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm thôi, em sẽ trả lời để đánh giá xem bao nhiêu phần trăm lớp là đã hiểu bài rồi. Rồi các em cũng sẽ tự đánh giá xem mình đã hiểu bài hay chưa. Rồi ở mỗi câu hỏi tôi cũng sẽ giải đáp cái câu luôn, tại sao đáp án A đúng mà đáp án B không đúng chẳng hạn. Đó. Thì cách học của chúng ta sẽ như vậy ha. Mấy em có thấy tôi đang share cái trang web này không ta? Màu đen. Có cái gì màu đen? Có một cái gì màu đen của ai ta? Bằng màu đen luôn thầy. Màn đen đúng rồi. Tôi cũng thấy cái màn đang xe luôn đó thầy. Nó đang máy đang rất là nặng, nó đơ luôn mà. Mạng mấy bữa nay nó cũng kiểu chập chờn thầy, thành ra. Đúng vậy, đứt mạng hôm qua, mạng nhà tôi cũng bị hư, người ta phải tới sửa. Rồi có đang thấy cái trang edX này không? .org. Có rồi. Thì nhiệm vụ đầu tiên của mấy em là sẽ lên trang web này đăng ký một tài khoản. Sau đó mấy em sẽ vào cái lớp học này. Thầy cho em. Rồi em sẽ gõ cái từ CLEP Chemistry. CLEP nó là một cái khóa học để ôn thi về hóa ở trường đại học. Thì em search cái đó ha, thì em sẽ thấy có hai kết quả rồi. Một kết quả là part 1 và cái còn lại là part 2. Thì em sẽ đăng ký enroll vô hai cái khóa học này luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vô cái part 1 trước, học chắc khoảng nửa học kỳ, sau đó chúng ta kết thúc chúng ta sẽ chuyển sang cái part 2. Đó, enroll thì lúc trước tôi đã enroll rồi, cho nên tôi sẽ chỉ cần view course thôi. Đó, thì trong cái part 1 này thì các em sẽ thấy là nó có tổng cộng là 8 module. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu học từ module 5 rồi 6, rồi 7, rồi 8. Sau đó sẽ quay trở lại module 4 ở cái phần thermochemistry này. Đó. Thì chắc là học hết cái nội dung này là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang part 2. Học hết cái phần part 2 xong lại có thêm một bài kiểm tra nữa. Rồi cái phần kiểm tra lấy điểm sao thì tí nữa tôi sẽ nói. Thì trong tuần này và tuần sau chúng ta sẽ học module số 5 nha em. Module số 5. Các em mở ra sẽ thấy nó chia từ 7.1 đến 7.13.
tại sao là module 5 mà là 7 chấm? Tại vì cái 7 chấm này là cái thứ tự trong một thứ tự trong cuốn sách giáo khoa. Tí nữa tôi sẽ mở cuốn sách giáo khoa ra để em thấy nó đúng với cái số chấm luôn. Thì chúng ta sẽ học từ 7.5, 7 trong tuần này ha, là sẽ học 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 và 7.9. Tức là từ 7.5 đến 7.9 ha. Tuần sau chúng ta sẽ học từ 7.11 đến 7.13. Đó, đó là nội dung học của chúng ta ha. À, riêng trong phần 7.5 này thì em chỉ cần biết sơ thôi, không cần phải cố hiểu hết đâu, tại vì cái phần 7.5 này chủ yếu để giới thiệu cho chúng ta về cái khái niệm, một số khái niệm về quantum mechanics, rồi quantum numbers, orbital là cái gì. Đó, sau đó phần từ phần 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 thì mới nói kỹ hơn. Trong cái tuần 1 này thì nội dung chủ yếu là về cái quantum numbers và ý nghĩa của chúng. Đó, thì em cứ học đi ha. Đây tôi sẽ ví dụ thử, chúng ta vô 7.5. Thì ở mỗi cái mục trong một cái module này nó sẽ có một cái video clip bài giảng. Video clip này nó rất là ngắn, chỉ có từ 7 đến 8 phút thôi, cho nên chúng ta ngồi cho nghe sẽ đỡ phải ngồi lâu nghe ha. Và nếu như mà có ở đây em thử sẽ thấy là giáo viên này là nó là người Mỹ, nói tiếng Anh người bản xứ luôn, cho nên nghe là chắc chắn là tiếng Anh là chuẩn rồi, không cần phải lo là nghe không biết thầy nói tiếng Anh đúng không. Ngoài ra ở đây chúng ta thấy còn có một cái subtitle đây ha. Thì như vậy muốn bật hay tắt cái subtitle đó em chỉ cần nhấn vào cái chữ CC ở đây đó. Thì như vậy thì nếu mà em nghe mà chưa quen, ví dụ người ta nói nhanh quá hoặc là có quá là nhiều từ mà mình không biết, thì chúng ta chỉ cần bật cái subtitle này lên và chúng ta nghe cái nó đọc ha, nó xem. Ở ngay bên phải này nó cũng có hiện lên luôn cái câu mà người ta đang nói cũng như phần trước phần sau, để mình thấy nguyên một cái đoạn văn luôn đó. Thì như vậy tài liệu học là em sẽ nghe ở đây ha. Rồi nếu như mà em xem subtitle mà nghe mà vẫn không có hiểu được, tại vì nhiều khi người ta nói rút gọn quá, thì chúng ta sẽ mở sách giáo khoa ra để đọc kỹ hơn. Thì cái chuyện này thì tùy vào mấy em sắp xếp, mấy em cách học của mấy em mỗi người thôi. Mấy em có thể đọc sách trước rồi nghe. À, như bị pause để tôi share lại cái cuốn sách này. Đây ha, mấy em có thể đọc sách trước rồi nghe bài giảng. Cách tốt nhất là nên đọc trước để mình nắm những cái từ vựng quan trọng của cái phần đó, rồi và những cái nội dung cơ bản, sau đó chúng ta mới nghe, nghe để hiểu rõ hơn. Sau nghe xong mình quay lại đọc, mình sẽ thấy hiểu rõ hơn nhiều hơn nữa, và sau đó mình củng cố lại kiến thức. Đó thì tôi nghĩ cách học tốt nhất là như vậy. Thì ở đây là cái tài liệu học, tên là cuốn giáo trình, tên là Chemistry, tác giả là Zumdan. Em có đang thấy tôi vẫn còn đang xem cuốn sách không? Hình cuốn sách vẫn đang thấy chứ không? Rồi. Tác giả là Zumdan ha. Và đây là phiên bản thứ 9. Thì những bạn nào chủ động thì có thể lên Google search là cũng thấy cuốn sách này. Nhưng mà yên tâm là cuốn sách này tôi sẽ đưa lên một cái link Google Drive lên cuốn sách này, tới cuốn sách này để em tải về ở trên trang LMS sau ha. Tí nữa thì đưa lên giờ nè. Đó, thì em sẽ thấy cái cuốn sách này nó tới 1200 trang. Nhưng mà chúng ta sẽ không học hết ha. Tại vì cuốn này thực ra nó viết từ cái mức rất cơ bản, giống như hồi chúng ta mới bắt đầu học hóa lớp 8 á. Từ nguyên tử, phân tử, ion là gì, rồi cách viết phương trình phản ứng ha, các ký hiệu nguyên tố học, cho đến chương thứ 22 là nói về các cái phân tử hữu cơ và phân tử sinh học, các protein, carbohydrate, loại đường hơn. Tuy nhiên nội dung học trong cái môn này của chúng ta sẽ chỉ giới hạn từ chapter 6 cho tới chapter 17, từ chương 6 đến chương số 17 ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiên là từ chương 7. Thì em sẽ thấy ở đây nó cũng có 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y chang như trong cái trang edX đó. Tại vì cái tài liệu mà cái thầy đó dùng á là đúng là cuốn sách này luôn, và người ta nói theo cái đúng trật tự của cái cuốn sách này để chúng ta dễ theo dõi. Đó. Thì như vậy là có hai nguồn tài liệu để các em học ha. Một là cuốn sách giáo khoa này. Ở cuối mỗi chương nó đều sẽ có những cái
tóm tắt những cái thuật ngữ nè, những cái kiến thức chính của cái chương đó, và nó chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều bài tập để em xem làm. Thì làm được đến đâu thì tùy vào cái sự sắp xếp của mỗi người thôi, cũng như là tùy vào khả năng của các em, nhưng mà tốt nhất là nên làm, nếu làm được thì càng nhiều càng tốt ha, thì mình sẽ càng nắm rõ thôi. Đó, nó cũng chia theo từng cái mục tương ứng với phần lý thuyết để chúng ta làm ha. Rồi đó, như vậy là về cái tài liệu học của chúng ta là như vậy ha, sách giáo khoa và cái video clip bài giảng. Thì sau khi mà nghe xong cái clip bài giảng, em nhấn next thì nó sẽ dẫn tới một cái bài practice để chúng ta làm luyện tập để kiểm tra xem coi mình đã nắm rõ cái nội dung đó hay chưa, nội dung của cái video clip đó hay chưa. Đó, làm xong cái này thì sau đó như vậy là đấy là nội về màn hình bị mất xe rồi hả? Rồi để tôi xem lại nha. Đó, em bấm next thì nó từ video clip ha, mình bấm next. Đó, thì nó sẽ ra cái practice để chúng ta làm để kiểm tra ôn tập lại. Có khoảng 3-4 câu hỏi gì đó thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm homework. Sau đó em sẽ quay trở lại trang LMS và chúng ta sẽ làm homework. Thì mỗi tuần tôi sẽ post lên trên đó một cái bài homework về cái nội dung của cái tuần học đó để các em làm để ôn tập. Và lưu ý là cái homework này là có tính điểm nha, có tính điểm. Rồi từ cách tính điểm thì bây giờ tôi sẽ nói. Đó, như vậy là tôi vừa mới nói xong về cái tài liệu học tập và cách học của chúng ta. Sau khi làm homework xong, mấy em cảm thấy có gì đó, có những chỗ nào vẫn chưa hiểu thì vào cái buổi Zoom tiếp theo mang lên đây hỏi. Hoặc là mấy em biết rằng là cái buổi này là mấy em không tham dự được, ví dụ nhà có việc bệnh hay cái gì đó, mạng nhà bị hư, thì mấy em bằng cách nào đó mấy em post hoặc là gửi mail câu hỏi, hoặc là nếu như cái câu hỏi đó về nội dung bài giảng mà mấy em nghĩ là chắc có nhiều bạn khác cũng thắc mắc giống như mình á, thì mấy em post lên forum ở trên trang LMS. Tôi sẽ tạo cái forum đó, ở trên đó mấy em post cái forum, post câu hỏi lên thì tôi sẽ trả lời trực tiếp ngay trên forum luôn. Nếu mà gửi mail tôi trả lời trực tiếp qua mail, và đồng thời trên cái buổi Zoom này tôi cũng sẽ kể lại là có bạn này đã hỏi câu hỏi này thì tôi sẽ giải đáp ở đây như vậy, tức là trên video clip luôn. Đó, thì đó là về cách học của chúng ta. Mấy em có thắc mắc gì không? Có câu hỏi gì? Em thấy trên LMS thầy có một cái bài là bài test. Em thầy. Cái đó là sao thầy? Tại vì như vậy nè, tại vì chúng ta học hóa chắc chắn là phải biết rất nhiều tên các cái, mỗi khi tôi nói hoặc thầy nói sẽ phải đụng tới tên các nguyên tố và tên các chất rất là nhiều, đúng không? Thì tôi đoán là các em sẽ có một số bạn chưa có học về cái tên các nguyên tố, ví dụ như cái nitơ. Bình thường tiếng Việt mình gọi nitơ thì tiếng Anh là cái gì, hay là những nguyên tố thông dụng thôi. Nó sẽ có cái phần thế. Tuy nhiên chúng ta không thể nào có nguyên một buổi riêng chỉ để dạy cái đó. Cái đó thì nó thuộc về tiếng Anh rồi. Thì tôi không biết là mấy em có học cái phần từ vựng về cái đó không, về cách gọi tên nguyên tố, cách gọi tên các hợp chất bằng tiếng Anh, có không? Dạ chưa. Đó, tụi em thì, như vậy thì hóa thì hồi xưa học cấp 3 thì cũng chỉ mấy tên đọc hydro, niti, natri gì đó thôi thầy. Thì đó, ví dụ hydro thì tiếng Anh là gì? Hydrogen. Như là hydrogen. Đó, nhiều khi mình đọc mình biết cái từ đó nhưng mà trước khi mình chưa từng nghĩ tới là nó sẽ phát âm như thế nào. Thì đây cũng là một cái lúc để chúng ta tự bổ sung thêm cái từ vựng liên quan đến hóa của chúng ta. Thì một cách cũng khá là hay đó, mấy em xem các cái module 1, 2, 3, 4 này mấy em nghe. Thì những cái này là những cái cơ bản hóa học nè. Ví dụ module số 1 là những cái nền tảng hóa học về nguyên tử, phân tử, ion. Rồi module 2, stoichiometry là cái gì? Cái này gọi là tỷ lượng về hóa học. Mấy em sẽ thấy có rất nhiều từ tiếng Anh mới, và thực ra cái ý nghĩa hóa học của nó thì chúng ta đã biết từ hồi phổ thông rồi ha. Thì có thời gian rảnh thì mấy em xem từ module 1 đến module số 4 đi. Đó, để học tiếng Anh chứ không phải là học hóa. Hóa thì cái này chắc không em biết rồi. Đó là về rồi. Như vậy cái bài test đó chỉ là một cái bài giống như là luyện tập thôi, nó không có tính điểm nha mấy em. Một cái bài để mình tự kiểm tra xem coi là mình đã nắm rõ hết được tên các nguyên tố, tên các hợp chất vô cơ hay chưa. Đó, ví dụ muối, natri, NaCl,
tiếng Việt mình đọc là NaCl, nhưng mà tên ví dụ hóa người ta sẽ nói là natri chlorua. Thì như vậy tiếng Anh là gì? Sẽ đọc sao? Ai biết không? Không. Sodium chloride. Đó, thì đó. Cái đó mục đích là để chúng ta học cái cách gọi tên các hợp chất ha, tên nguyên tố. Yeah. Rồi. Cái này phải còn... có thời gian ạ. Hả? Thời gian không? Cái này phải có thời gian học. Cái... đúng đúng vậy. Thì cứ từ từ thôi. Thì đó trên thuộc. Cái lúc dịch này thì chắc là cũng bị cách ly ở nhà, không đi đâu chơi được, thì tranh thủ thời gian ở nhà mà học những cái đó đi. Mình tập hợp mình nâng cái vốn tiếng Anh lên luôn, vốn từ tiếng Anh. Yeah. Học cách phát âm những cái từ đó. Cái đó thì chắc là em tốt rồi. Ha. Rồi còn tiếp theo tôi sẽ nói về cái cách lấy điểm. Mà điểm của cái môn này sẽ được tính như thế nào? Thì chúng ta sẽ có điểm quá trình của các em sẽ có 3 cột điểm nha. 3 cột điểm là điểm... cái cột thứ nhất sẽ là trung bình của tất cả các cái homework ở trên trang MMS. Ha, đó như vậy mỗi tuần chúng ta sẽ có một bài và chúng ta cứ làm bài sẽ lấy điểm. Dĩ nhiên một mỗi bài đó sẽ cho phép em làm nhiều lần. Làm nhiều lần và ví dụ làm lần nhất xong thấy điểm thấp quá có thể làm tiếp lần thứ hai. Dĩ nhiên lần thứ nhất thấy điểm thấp mình phải biết được là mình bị có những câu hỏi nào mình bí, mình trả lời không được, mình trả lời đại. Đó thì mình hiểu được là có những cái phần nào mình chưa hiểu rõ thì mình mở sách ra mình học lại, đọc lại, rồi sau đó mình làm lần thứ hai điểm có cao hơn nhưng mà vẫn chưa có đủ, vẫn có những chỗ mình vẫn chưa có hiểu thì lại đọc tiếp và làm tiếp. Đến khi nào mà mấy em cảm thấy cái điểm này đủ cao rồi thì chúng ta dừng, tại vì cái điểm này sẽ tính điểm lần làm cuối cùng, tức là chúng ta làm nhiều lần nhưng mà cái điểm chốt lại sẽ là cái điểm của cái lần cuối cùng chứ không phải là lần điểm cao nhất đâu nha. Đó, như vậy tất cả những bài kiểm tra đó chúng ta lấy trung bình xong là ra một cột điểm. Còn hai cột điểm còn lại sẽ là hai bài kiểm tra mà lúc nãy tôi nói. Thì cái bài hai bài kiểm tra này sẽ rơi vào tuần theo đúng kế hoạch thì nó sẽ theo rơi vào tuần học thứ 8 và tuần học thứ 15. Tức là đúng ngay chính giữa cái học kỳ và đúng vào ngay vào cái tuần cuối cùng của học kỳ luôn. Tức là cứ học hết 7 tuần một bài kiểm tra. 7 tuần nữa. 6 tuần nữa một bài kiểm tra. 6 đúng không ta? 6 rồi. Đó. Rồi sau chúng ta sẽ lấy 3 cái cột điểm này tính trung bình sẽ ra điểm quá trình. Sau đó sẽ có một cái bài thi cuối kỳ. Đó. Thì đó là về cách tính điểm. Còn về cái cách kiểm tra và cách thi thì thực sự là có đang là một cái chưa rõ. Thì nếu như mà theo như những cái khóa học trước thì chúng ta sẽ đến lớp vào phòng máy làm bài test ngay trên máy tính luôn, làm xong có điểm ra. Rất là đơn giản. Nhưng mà trong tình dịch này thì các em không tới trường được. Thì nếu như đến lúc kiểm tra hoặc thậm chí đến lúc thi học kỳ mà các em vẫn chưa có đến trường được, trường vẫn cho sinh viên quay trở lại á, thì chúng ta sẽ thay nghĩ cách làm kiểm tra online luôn. Thì tôi sẽ tạo một bài kiểm tra và một cái thời gian nào đó, ví dụ như từ 9 giờ đến 10 giờ thì mấy em sẽ đăng nhập vô làm rồi lấy điểm luôn. Tức là mấy em sẽ làm bài kiểm tra tại nhà chứ mình không tới trường làm bài được. Thi cũng vậy. Đó, còn nếu như mà đi học lại rồi thì tất cả những cái đó mình sẽ làm ở trường. Rồi, có gì thắc mắc không mấy em? Đó, ý em hỏi là cái phần đấy phần bài tập về nhà thầy. Ừ. Cứ ví dụ là như thầy nói là mình làm là ví dụ một lần thì lấy điểm một lần, mà nếu là hai lần thì lấy hai lần cộng lại chia đôi đúng không thầy? Không không đó. Nếu em làm hai lần thì sẽ lấy điểm của lần làm thứ hai. À, ý là cứ lấy điểm lần sau chứ không phải là lấy điểm lần đúng. Trước. Lấy điểm lần sau, lấy điểm lần làm cuối cùng. Okay. Ví dụ em làm hai lần thấy điểm cao rồi, muốn nghĩ là làm tiếp sẽ có thể cao hơn, muốn cao hơn nữa thì làm tiếp lần thứ ba cao rồi. Nhưng mà vẫn muốn cao nữa làm thứ tư mà nó bị thấp thì phải chịu nha, thì phải chịu là làm lấy điểm lần thứ tư đó nó bị thấp. Thế là lần thứ tư đó mình sẽ lấy thêm lần thứ năm này à? Đúng vậy. Nói chung mỗi bài nó sẽ cho phép làm 5 lần cho thoải mái. Thực ra cái điểm cái này cái bài những cái bài homework này á, điểm nó điểm số của nó, cái trọng số của nó rất là thấp. Mấy em tính đi, điểm quá trình chỉ chiếm có 50% điểm môn này thôi. Tức là chia đôi rồi ha, rồi chia cho ba cột điểm nữa là chia 3 là 1/6. Như vậy nguyên cả cái phần điểm này, phần homework này nó chỉ chiếm 1/6 điểm môn học thôi, mà lại còn chia cho 12 tuần nữa, 12 đến 14 tuần chúng ta bài homework nữa đó. Thì như vậy ra mỗi bài nó cũng trọng số, cái điểm của nó cũng không có quá nhiều.
chủ yếu là để tạo một cái động lực nho nhỏ để em chịu khó làm thôi. Đó. Cho nên ví dụ em làm đang được 8 điểm mà lần thứ hai tiếp theo làm còn có 6 điểm á, thì cũng không có gì phải buồn hết, nó giảm không nhiều đâu, cứ lấy máy tính tính thử sẽ thấy là nó chả nhiều hết. Mình cứ học chủ yếu là để mình nắm rõ kiến thức thôi, để hai bài kiểm tra và cái bài thi mình làm cho tốt, chứ còn cái homework này thì chọn số của nó cũng không có nhiều lắm đâu. Quan trọng là biết mình sai chỗ nào thôi. Hả hả? Quan trọng là biết mình sai chỗ nào thôi. Đúng, đúng rồi. Mình làm cái homework chủ yếu là để tự đánh giá xem coi là mình đã hiểu rõ phần nào và mình còn chỗ nào mình chưa có hiểu rõ, để mình tự học lại, mình cùng mình bổ sung cái nội dung của phần đó để hiểu rõ hơn. Chứ mà điểm không quan trọng lắm cái phần homework này. Rồi vào cái homework đó sẽ kéo dài cho số một tuần luôn. Cứ mỗi tuần sẽ mở một cái homework trong vòng 7 ngày. Thì em sắp xếp thời gian để làm trong vòng 7 ngày đó. Hết 7 ngày thì nó chỉ là sau mỗi lần làm em sẽ biết được mình mấy điểm nhưng không biết được đáp án đúng. Nhưng mà sau 7 ngày thì em có thể mở ra xem lại xem coi những cái đáp án đúng nó là cái nào. Thế thì khó biết là sai chỗ nào lắm thầy. Sao em nói to lên? Ý là nếu khi mình làm xong rồi đúng không? Câu đó ví dụ là nó hỏi như vậy xong rồi mình biết là mình trả lời xong hết rồi, tự nhiên nó chấm điểm. Nhưng mà mình đâu biết sai chỗ nào đâu, mình sửa thầy. Thì nhưng mà em phải đúng rồi thì em không biết thì em phải mở sách cho em xem. Chứ còn nếu như mà nói nhưng mà em sẽ biết được câu nào đúng câu nào sai chứ. Tức là ví dụ bài test có 10 câu em làm được 7 điểm thì nó sẽ hiện lên cho em luôn là câu 1, câu 2 đến câu 7 đúng, và câu 8, câu 9, câu 10 của em bị sai. Thì em sai, sẽ nhưng không có đáp án. Đúng rồi, không có đáp án đúng thầy. Okay, không có đáp án. Thì em phải tự xem lại xem coi tại sao mình lại sai. Chứ còn cho luôn đáp án thì còn gì để mà học nữa. Lần thứ hai em tưởng được 10 lên. Không, em cứ nghĩ là tưởng là nó kiểu nó không cho mình biết câu nào đúng luôn đấy thầy, em chỉ sợ vậy thôi. À không, sẽ cho con biết câu đúng, chứ còn không cho biết câu nào đúng thì hơi khó quá, cũng không cần thiết thì phải làm khó như vậy. Dạ ok thầy. Đó thì về đó là về cách học và cách lấy điểm. Mấy em có thắc mắc gì không? Các bạn khác nãy giờ có nghe không vậy? Nãy giờ toàn nghe thấy có một bạn nói thôi. Vinh hả, đúng không? Em bài tên Vinh hả? Dạ em là. Em là lớp trưởng không vậy? Dạ không ạ. Không, là lớp trưởng là bạn nào? Có đây không? Bạn Duy Khoa, mà không biết này. Khoa. Rồi không có ở đây. Không có. Có à? Dạ không ạ. Ừ không. Rồi như vậy là không có thắc mắc gì đúng không? À có bạn chat gì ở đây. Có nghe cho em đang ồn rồi, ok em Trường. Rồi nếu như vậy thì cái phần tiếp theo của cái buổi Zoom hôm nay đó là giới thiệu mấy em, chắc là các thầy cô khác cũng đã nói rồi, giới thiệu cho mấy em về cái phần cái trang Kahoot. Mấy em biết trang đó không? Dạ không ạ. Không biết hả? Rồi nếu thì cái như vậy là trên mỗi buổi Zoom sau khi mà giải đáp các thắc mắc của các em xong thì tôi sẽ tạo ra một cái giống như một cái game để mấy em vô đó chơi. Thì game này nó giống như là Olympia vậy á, đặt câu hỏi lên rồi mấy em sẽ bấm nút trả lời ABCD. Đó, nhanh trả lời đúng mà nhanh thì sẽ được nhiều điểm hơn là đúng mà chậm, và sẽ được nhiều điểm hơn mà trả lời sai. Đó, rồi cuối cùng sẽ tổng điểm lại xem ai đứng nhất. Thì cái trang này thì đầu mấy em có đang thấy cái trang web tôi đang mở không? Đang thấy ha? Thì mấy em hãy gõ cái này Kahoot.it. Trang này kênh quen. Chắc là phải có thầy cô nào dùng. À, các thầy cô dạy anh Văn rất là hay dùng này. Chắc là đúng rồi, sao em... cấp 3. À vậy hả? Rồi, vô trang Kahoot.it đi. Dạ, có luôn này. Rồi. Hình như có má pin thì phải. Đúng rồi, rồi. Thì nó sẽ có một cái game pin. Rồi enter thì tôi sẽ là người cung cấp cái game pin đó. Tức là tôi là người, cái host là người tạo cái game. Thì xong sẽ mấy em sẽ xem cái game pin đó. Tôi sẽ gửi mấy em cái game pin. Đây, để tôi sẽ tạo một cái game.
Thì hôm nay chúng ta sẽ là chơi một cái game, trong đó sẽ hỏi về những cái nội dung mà nãy giờ chúng ta vừa mới nói xong, để xem coi các em đã nắm chưa. Hỏi tiếng Việt nhé thầy, tiếng này phải kém quá. À, không thì không, tại vì cái các câu hỏi này thì tôi đã viết làm sẵn bằng tiếng Anh rồi, thì năm nào lớp mình bằng tiếng Anh học tiếng Anh thì cứ đọc thôi. Ok. Thế đây là chỉ cái game, một trò chơi thôi, chứ để làm quen với cái phần mềm này, với làm quen với trang web này, và để ôn lại những thông tin về lớp học nãy giờ chúng ta nói thôi, chứ không sao hết. Đồng thời là luyện tiếng Anh luôn. Ủa đâu rồi? Rồi, đợi một xíu mà chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho cái tiết học đầu tiên này. Ủa thầy, thì 8 phút nữa mình có quay lại không thầy? À, sau 8 phút nữa thì nó sẽ kết thúc cái giống như một hết một tiết vậy á. Hết một tiết dạ, thì mình có quay lại là vẫn dùng cái ID và cái ID và cái password như cũ và y chang vậy thôi. Dạ. Rồi mấy em có đang thấy trên màn hình cái game pin này không? Con số là 270347. Thầy biết được số người đăng nhập mà thầy. Đăng nhập Kahoot này hay đăng nhập trên cái Zoom? Đăng nhập vô cái game này thầy. Có đây nè, bên góc bên dạ. Trái này nó đang có. Đây có một player tên Khang đã vào. Phạm Hồng Vinh vào. À, làm em đặt nick em đi. Có lẽ là coi, trên Zoom thì chúng ta có bạn có 6 người. Sáu người mới có ba người vào, như vậy có thể là ba bạn còn lại nãy giờ không có nghe hoặc đang đi đâu đó. Rồi thôi rồi không sao hết, chúng ta sẽ bắt đầu bắt đầu 7 phút thì mình cứ chơi đến khi nào mà hết thời gian của Zoom. Đây trường vô rồi đó, thì hết thời gian thì chúng ta ra, sau đó chúng ta đăng nhập vô lại Zoom rồi chúng ta chơi tiếp, không vấn đề gì hết. Rồi bắt đầu thử ha. Câu hỏi thứ nhất, tổng sẽ có tổng cộng là 9 câu hỏi nha. Mạng hơi đi đây thầy ơi. À, rồi không sao hết, cứ chơi thử thôi. Dạ. Rồi chúng ta có 4/4 trả lời đúng, chứng tỏ là nãy các em đã rất là có nghe ha. Câu hỏi này hỏi gì? Tức là có phải là tất cả những cái buổi Zoom, lớp học trên Zoom này thì đều được ghi hình lại và có thể được xem sau hay không? Thì đúng là như vậy ha. Những buổi như vậy, cái chúng ta đang nói đây là tôi đều ghi lại rồi tôi sẽ post lên trên YouTube. Thì những bạn nào mà không có mặt ở lớp thì các em có thể xem. Dĩ nhiên nó sẽ có những cái đoạn nó bị trống, chúng ta không nói chuyện gì, tức là có những cái trục trặc kỹ thuật. Những cái khoảng đó thì tại vì tôi cũng không có thời gian để mà edit lại, cắt bỏ những cái chỗ đó đi, thì những bạn nào mà không dự lớp thì thôi chịu khó tự tua để tìm cái phần nội dung chính thôi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Đây, chưa. Đó, như vậy là có bạn Nguyễn Nhật, tức là mặc dù 4 người đều trả lời đúng nhưng mà bạn Nhật trả lời nhanh hơn nên được 900 điểm. Tức là dùng chưa hết 1/10 cái thời gian để trả lời. Nên nếu mà bấm ngay lập tức sẽ được 1000 điểm á, nhưng mà càng bấm càng lâu thì số điểm sẽ càng giảm xuống ha. Rồi chúng ta xem câu tiếp theo. Sao của em nó không hiện chữ, nó hiện toàn mấy cái hình màu rồi có hình tam giác. Thì đúng rồi, đọc chữ những trên cái màu trên thấy máy đó. Của em thì em nhìn vô cái trên màn hình Zoom của tôi nè, là mỗi cái màu đó tương ứng là câu phương án gì. Màu đỏ là turn the caption on nè. Có thấy không? Hiểu chưa? Dạ. Không sao, còn 30 giây nữa. Ủa hình như có một bạn nào đó đã mới vô hay sao ta? Đã 4 người trả lời rồi nhưng mà nó không có tự động kết thúc cái câu hỏi đây. Mình đợi tí xíu ha.
đó mấy em hiểu chưa? Đó cách chơi ha. À, mỗi cái màu đó sẽ tương ứng với một cái câu trả lời, mình bấm một cái màu đó để chọn. À, có 7 người vào rồi, nói mới có thêm một bạn vào trong Zoom á. À, em thử nhắn cái game pin đó, à, cái game pin đây ha, nhắn cho bạn, bạn thử vô thì gọi là chen vô giữa chừng trong lúc ta đang chơi được không? À, nếu vậy thì rất là tiện. À, ví dụ những bạn mà không vô được ngay từ đầu thì có thể vô sau cũng được. Rồi câu hỏi này là nếu như mà tôi không có hiểu được, nếu như các em không hiểu được những cái bài giảng trên edX thì phải làm sao? Thì làm sao đây? Thì cái cách thứ nhất là turn the caption on, tức là mình bật cái caption lên để mình nghe, mình đọc cái lời đó của cái người của thầy đó ha. Rồi sau đó một giải pháp thứ hai là chúng ta read the textbook, tức là mình sẽ mở sách giáo khoa ra và mình đọc. Và vẫn không hiểu nữa thì giải pháp cuối cùng là, thực ra là vẫn còn giải pháp nữa là em hỏi bạn ha. Và một cái giải pháp nữa là em sẽ hỏi tôi trên Zoom hoặc là qua mail hoặc là trên cái forum của cái trang LMS. Và như vậy đáp án chính xác nhất là đây, là tất cả câu trả lời đây đều đúng. Rồi bạn Phi Trường đang có vẻ như vừa rồi là bạn Phi Trường duy nhất đúng, cho nên điểm cách biệt tới 1000 điểm với bạn đứng nhì luôn. Tiếp theo chết, em vẫn nhanh quá, nhầm rồi thầy ơi. Rồi, cả 4 đều trả lời đúng, tức là khi textbook sai cái giáo khoa chúng ta sẽ tải trên cái HQ LMS. Tôi sẽ tạo một cái link Google Drive lên trên đó để mình tải về, chứ cái trên cái trang edX này là người ta không có đâu ha. Thực ra làm cái này là hơi vi phạm bản quyền đó, tại vì hơi vi phạm, nhưng mà thôi, chúng ta làm vì mục đích giáo dục chứ không phải là vì thương mại, cho nên hy vọng là tác giả thông cảm. Rồi cái cuốn sách này ở thư viện không có, và tôi cũng sẽ không gửi trực tiếp qua mail đâu, mà mình sẽ tải trên đây ha, em chứ đừng có gửi mail hỏi tôi chuyện này. Rồi. Ừ. Ủa? Rồi các bạn Vương Đạt sai hết, sai hết rồi thầy. Ủa sai hả? Sai hết hả? À, tôi cả đám sai hết mà thầy. À, rồi. Đó nha. Ồ. Câu trả lời hơi kỳ thầy. À, có hai hơi kỳ như thầy. It's hơi me kỳ là không phải rồi. Thực ra câu này chỉ là đùa thôi ha, đùa thôi. Đó. À, đáp án đây là người nào mà show cái mặt mình lên trên cái lớp nhiều nhất thì chắc là đẹp trai nhất rồi. Rồi, sao cái này là vui thôi. À, chắc là rồi, như vậy rõ ràng là bạn Trường đã tự chọn mình rồi. Rồi, tiếp theo. À, còn chưa tới 1 phút là Zoom này sẽ kết thúc ha, thì có thể nó sẽ bị ngắt giữa chừng.